Tối 5 tháng 12, mạng xã hội bất ngờ rầm rộ lan truyền bức ảnh chụp màn hình một đoạn clip được cho là tiết lộ quán quân The Masked Singer mùa 2. Theo đó, phía kênh YouTube của chương trình đã có đăng một clip bản nháp rap được đặt chế độ không công khai với tựa đề Hành trình quán quân Cú Tây Bắc. Hình ảnh đoạn clip vừa lên sóng đã khiến dân tình bàn tán, cho rằng phía chương trình đã sắp đặt toàn bộ kết quả chung kết từ trước, ấn định việc lên ngôi quán quân của mascot Cú Tây Bắc. Tuy nhiên, không khó để nhận ra, hình ảnh đoạn clip nói trên cho dù là có thật thì cũng không phản ánh kết quả sau cùng. Người trong nghề đều hiểu, phía ekip phải chuẩn bị trước các đoạn clip, dựng sẵn để chờ đúng thời điểm sẽ đăng tải công khai. Nghĩa là vẫn sẽ có hai clip của riêng quán quân Voi Bản Đôn và quán quân Ông Baby được dựng sẵn. Chỉ cần chờ ai là quán quân thực sự vào đêm 16 tháng 12 thì đoạn clip đó sẽ được đăng tải. Hai đoạn clip còn lại sẽ được chỉnh sửa biên tập phù hợp với vị trí hai mascot còn lại. Trong thời điểm trước thềm chung kết như thế này, các thông tin thuộc diện nhạy cảm rất dễ gây xôn xao, đặc biệt khi Cú Tây Bắc đang là mascot gây tranh cãi nhất của mùa 2 The Masked Singer khi cho rằng cô đã vào quá xa đến tận chung kết. Nhiều khán giả còn cho rằng phía ekip chương trình cố tình gây chú ý cho concert.